định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA đã mở ra cơ hội lớn chưa từng có cho gạo Việt Nam. Nhờ những ưu đãi về thuế quan, xuất khẩu các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao sang thị trường EU được đánh giá cao và cho các kết quả tích cực. Cụ thể, xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm nay sang thị trường Ba Lan tăng 117%, sang Bỉ là tăng 165%, Tây Ban Nha tăng 308%. Đặc biệt, xuất khẩu gạo sang EU có giá cao gấp nhiều lần, con số bình quân này có thể đạt mức là 2.000 đô la Mỹ một tấn.